Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người sản phẩm, đó chính là kết nước của Toyota Vios 2009 số tự động, sản phẩm của hãng Sakura Indonesia. Đây là các lan để tản nhiệt của két nước. Đây là các tiện đầu ống bắt nước và bắt theo chỗ bình nước phụ. Xin mời mọi người cùng xem. Với những sản phẩm của hãng Sakura thì đã được đánh giá là chất lượng trên thị trường, không chỉ trong nước mà trên quốc tế cũng như tại Việt Nam, từ người tiêu dùng tin và lựa chọn rất là nhiều. Anh em có nhu cầu tìm hiểu, hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đây là cái mã hàng.